Theo thống kê của Instat, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng giành chiến thắng top 8 đội mạnh nhất châu Á và tạo nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giải đấu rất quan trọng là vòng loại World Cup 2022. Nhiều ý kiến cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không có cơ hội tạo nên bất ngờ bởi khu vực châu Á chỉ có 4,5 suất đến Qatar vào mùa đông năm 2022. Tuy nhiên, chỉ số Instat đã chỉ ra đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin ngay cả khi đối đầu với top 8 đội bóng mạnh nhất châu Á là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE và Trung Quốc. Thậm chí, đoàn quân của huấn luyện viên Park còn có cơ hội thắng một nửa đối thủ kể trên. Instat là phần mềm nổi tiếng về thống kê, phân tích dữ liệu bóng đá. Dựa trên công thức toán học và đội ngũ lên đến hơn 300 chuyên gia phân tích, Instat cung cấp những thông số kỹ thuật của hàng nghìn cầu thủ cho hơn 800 câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trên thế giới. Hệ thống này được VFF mua với giá 20.000 đô la cho huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, với mục đích cung cấp tất cả số liệu liên quan đến tuyển thủ như số lần dứt điểm, chuyền ngắn, chuyền dài, phạm vi di chuyển, chiều dài di chuyển trong khi tập luyện và thi đấu. Theo chỉ số Instat được Việt Nam Football đăng tải, đội tuyển Việt Nam ngang ngửa với các ông lớn của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, tỷ lệ xuất trúng mục tiêu, tỷ lệ chiến thắng trong phòng ngự, thậm chí còn có phần vượt trội. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có tỷ lệ chiến thắng khi gặp Trung Quốc lên tới 65%. Chúng ta vượt trội so với đối thủ này ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, nhỉnh hơn ở nhiều chỉ số thống kê khác. Điều duy nhất cần chú ý khi đối đầu với Trung Quốc đó là khả năng tranh chấp bóng trên không. Đối với các đối thủ khác như Ả Rập Xê Út, tỷ lệ bại trận của họ khi gặp Việt Nam lên tới 60%, UAE lên tới 50%, thậm chí nhà đương kim vô địch Asian Cup 2019, đồng thời là nước chủ nhà World Cup 2022, đội tuyển Qatar cũng chỉ có hơn 50% cơ hội giành chiến thắng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Theo phần nhóm bốc thăm vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng Iraq, Syria, Uzbekistan, Liban, Oman, Kyrgyzstan và Jordan. Đồng nghĩa rằng, đối thủ duy nhất có thể gây khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là các đội nhóm 1. Tuy nhiên, một số đối thủ nằm ở nhóm 4 mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải để mắt đến. Đó là đội tuyển Malaysia. Với thứ hạng nằm ngoài top 34 châu Á, đội tuyển Malaysia đã phải tham dự vòng sơ loại World Cup 2022. Họ thi đấu ấn tượng khi đánh bại Đông Timor với tỷ số 12-2 sau 2 lượt trận, qua đó giành tấm vé vào vòng 2. Kết quả ấn tượng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chang Hue tăng 9 bậc lên xếp hạng 159 của FIFA. Theo đó, đội tuyển Malaysia đã được AFC phân vào nhóm hạt giống số 4 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Trước thềm lễ bốc thăm, người hâm mộ Malaysia tỏ ra vô cùng tự tin về khả năng đi tiếp của đội nhà. Thậm chí, họ mong muốn đội tuyển Malaysia sẽ nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam để có cơ hội đòi lại món nợ ở trận chung kết AFF Cup 2018. Một cổ động viên tên IC Zafran đánh giá, nếu Malaysia nằm ở bảng đấu với sự hiện diện của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Guam, chúng ta và Trung Quốc sẽ là hai đội bóng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đi thẳng đến Asian Cup 2023. Trong khi đó, một cổ động viên khác chia sẻ, xuất sắc lọt vào nhóm 3 là điều không tưởng của chúng ta. Hy vọng Malaysia sẽ tiếp tục may mắn ở lễ bốc thăm tới. Tôi hy vọng chúng ta sẽ nằm cùng bảng đấu với Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Bangladesh. Thậm chí, nhiều cổ động viên còn mường tượng ra viễn cảnh có sự hiện diện chung của 4 đội bóng Đông Nam Á. Một bảng đấu tại vòng loại World Cup gồm Úc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ rất thú vị. Thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 quy định lấy 8 đội đầu bảng và top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất tại vòng loại cuối cùng. Do đó, nếu nằm cùng bảng với Trung Quốc, Ả Rập Xê Út hay UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò hoàn toàn có khả năng giành ngôi đầu bảng, qua đó tạo nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 một kỳ World Cup.